Có một số bạn hỏi là nếu mà bệnh nhân mà đang có thai mà bị đau răng khôn thì cần phải xử trí như thế nào? Thì vấn đề ở đây là nó sẽ đau là do nó có gây biến chứng chưa? Nếu mà nó gây biến chứng thì chúng ta phải bắt buộc là chúng ta phải xử lý. Thì trong quá trình mang thai, vấn đề là đầu tiên mà nếu mà gặp những trường hợp như vậy thì bác sĩ sẽ phối hợp với bác sĩ bên sản khoa để cho điều trị nội khoa trước, tức là dùng những loại kháng sinh mà không ảnh hưởng đến thai nhi. Và thứ nhì là khi can thiệp phẫu thuật thì chúng ta phải hội chẩn với bác sĩ sản nhi để mà phẫu thuật nhổ răng khôn. Thì thường thường cái nhổ răng khôn 3 tháng giữa là tháng 5, tháng 6, tháng 7 thì chúng ta có thể can thiệp về phẫu thuật về nhổ răng khôn. Còn cái 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thì chúng ta nên hạn chế, bởi vì khi mà chúng ta can thiệp vào 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối thì có khả năng ảnh hưởng thai nhi rất lớn. Và có một điều khuyên các bạn là trước khi chúng ta có thai, chúng ta nên đi khám sức khỏe răng miệng thật kỹ. Và có những trường hợp mà có những răng khôn mà nó mọc không thuận lợi thì cũng nên chúng ta cần lấy cái răng khôn đó ra trước khi mà chúng ta có thai, để tránh cái tình trạng là khi mà có thai mà nó gây ra biến chứng răng khôn thì rất là phiền toái. Bạn sẽ hỏi là khi chúng ta nhổ răng khôn thì gây ra biến chứng gì? Thì nó có rất nhiều biến chứng. Ví dụ như đầu tiên là biến chứng dễ dàng thấy nhất, đó là chảy máu. Tức là sau khi nhổ chúng ta về nhà mà máu nó không cầm, nó cứ chảy hoài. Biến chứng thứ nhì là biến chứng nhiễm trùng, là nó sẽ làm cho các bạn một cái tình trạng nhiễm trùng mà có thể nó gây ra tình trạng là nhiễm trùng huyết. Thứ ba là cái tình trạng sưng mặt. Thứ tư là cái tình trạng há miệng hạn chế. Thứ năm là cái tình trạng là các bạn sẽ bị tê môi, tê lưỡi và mất cảm giác, mất vị giác ở vùng lưỡi. Và nó có rất nhiều biến chứng. Và khi những biến chứng như vậy thì các bạn cần phải gặp một bác sĩ mà có kinh nghiệm, người ta sẽ xử lý. Do đó, trước khi mà các bạn đi nhổ răng khôn thì các bạn cần phải hỏi để cho bác sĩ người ta tư vấn tất cả các trường hợp có thể xảy ra. Tức là có một số bạn hỏi là sau khi nhổ răng khôn thì chăm sóc như thế nào. Thì nó cũng giống như một cái trường hợp nhổ răng thông thường thôi. Thì các bạn đầu tiên là các bạn phải súc miệng nè. Thứ nhì là các bạn không có lấy những cái vật lạ mà chúng ta đưa vào cái vết mà chúng ta đã nhổ. Thì nếu mà chúng ta đưa như vậy thì cái tình trạng nhiễm trùng nó có khả năng nhiễm trùng rất cao. Và thứ ba là các bạn phải cần phải uống thuốc sau khi nhổ cái toa thuốc thì bác sĩ nha khoa người ta sẽ cho. Và thứ tư là các bạn sẽ không ngậm nước muối sau phẫu thuật để tránh cái tình trạng chảy máu. Và các bạn cần vệ sinh thật sạch. Một cái diễn tiến bình thường sau nhổ răng có nghĩa là các bạn sau nhổ răng các bạn sẽ không bị chảy máu, các bạn không bị sưng, bị đau, các bạn không có bị nhiễm trùng. Và sau một tuần thì vết thương nó lành thì cách chỉ là một cái diễn biến bình thường của một vết thương sau nhổ răng. Còn có những cái trường hợp mà nó bất thường thì các bạn cần nên tới để bác sĩ nha khoa người ta khám để người ta xử trí kịp thời. Có những bạn hỏi là răng khôn mà nó mọc thẳng trên cung hàm mà sâu thì nó có hai vấn đề. Nếu mà sâu nông tức là sâu chưa tới gây một cái tình trạng viêm tủy thì thường thường người ta sẽ trám để tăng cái sức nhai lên cho các bạn. Còn nếu trường hợp mà nó đã nhiễm trùng, nó viêm tủy thì các bạn nên nhổ, bởi vì cái răng 8 trong làm lấy tủy rất là khó, không phải khó mà nó có cái thao tác nó rất là bị vướng. Và cái điều trị tủy mà thành công nó rất là thấp, cho nên với lại có những trường hợp là răng khôn nó không có tham gia chức năng nhai thì chúng ta cần loại bỏ, chúng ta không cần phải điều trị bảo tồn.